lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Tôi tưởng nhảy dance sport. Trời ơi,
Romeo Juliet gì ở đây mà ớ dữ vậy? Tại vì cái gương mặt của Dương Edward cũng có một chút manly á, cho nên là mình nhìn vô mình thấy rất là xứng đôi. Chỉ một chút thôi anh, chỉ một chút thôi. Phần còn lại là một chút thôi, một chút thôi. Rất là nhiều chút luôn á. Nhiều chút manly, ok. Quý vị có thấy là Dương Edward đẹp trai và hát hay không ạ? Ở bên dưới, trời đất ơi, có nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ôi Nguyễn Minh Cường, chị Phương Nguyên ở đâu mà quá trời celeb, ở đâu tới đây vậy? Đây là nhạc sĩ Lê Phương, là cái người sáng tác bài Ngày Nào Đó Cái Ta Đang Bay. Ông Nguyễn Minh Cường thì các bạn cũng biết rồi. Nguyễn Minh Cường sáng tác vài chục bài hit thôi, Hoa Nở Không Màu, rồi Nếu Đã Xem Nhau Như Cả Cuộc Đời. Đó. Buồn làm chi em ơi. Buồn làm chi em ơi. Em nghĩ rằng là chị Thanh Hà là một trong những vocalist có cái giọng hát nó quyến rũ bậc nhất Việt Nam. Yeah. Em tin rằng là có rất là nhiều những khán giả sẽ rất là yêu quý cái giọng hát này. Và cái màn kết hợp giữa chị Thanh Hà và Dương Edward là very good. Ai thích ca khúc này bấm số 1. Mọi người ơi, em chẳng có gì đâu, chỉ có tấm lòng thôi. Mọi người ơi, số 1. Có ai mà lấy cái áo này không ạ? Đấy, đấy, đấy. Cái gì vậy? Số 1, số 1. Có ai mà lấy cái áo này không ạ? Thấy mắc cỡ muốn chết à, em nói đi. Lần đầu tiên á, thực ra thì cái cảm giác mà kêu gọi một người vô tinh thì cũng rất là như chị Hà nói là xấu hổ lắm, mắc cỡ lắm, nhưng dễ mà sợ luôn á. Nhưng mà phải nhìn thấy mọi người vui vỗ đúng tay rồi la hét nên thì là mình cuối cứ phải, cùng cứ mình phải ô lên thôi, cũng phải lột hết, phải ô về mất cái gì cũng mất, nhưng mà phải vào được vòng trong, phải kêu gọi một người vô tinh. Thì đến cái sân chơi này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vẫn là người đứng để support cho Dương Edward. Làm sao cho Dương Edward hay nhất, tỏa sáng và chiến thắng. Được. Yes. Nhưng mà chiến thắng là do khán giả bình chọn, cho nên lần sau nhớ mang dâu ua đồ tới đưa cho người ta. Không, chị gửi tiền mặt luôn. Gửi tiền mặt luôn hả trời trời ơi? Chị gửi tiền mặt luôn. Gửi tiền mặt luôn hả trời trời ơi? Trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Thật ra là đã lấy tài khoản hết rồi, lấy số tài khoản hết rồi. Phương Nguyên nghe, tiền mặt Phương Nguyên xỉu rồi. Thôi vậy thôi chứ không nói nữa. Trời ơi, fan ở chương trình này được nhiều quyền lợi quá. Đó là Dương Edward và Thanh Hà. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.